Quý khán giả đang theo dõi chương trình Tin khó tin với những tin tức, câu chuyện độc đáo, thật nhưng khó tin đến từ những sự vật, hiện tượng trong đời sống, đặc biệt là về chính khả năng của con người chúng ta. Mở đầu chương trình Tin khó tin hôm nay, mời quý vị cùng trải nghiệm cảm giác uống cà phê ở một vị trí khá độc đáo. Để thưởng thức cà phê tại đây, người dùng phải đeo dây an toàn và phải có lòng dũng cảm đặc biệt. Vừa nhâm nhi đồ uống, du khách vừa đung đưa chân trên vách đá cao sừng sững, ngắm nhìn phong cảnh núi rừng hùng vĩ. Đây là quán cà phê vách đá The Cliff Cafe, nằm trong một khu rừng tuyệt đẹp ở huyện Libo, tỉnh Quý Châu, miền Nam Trung Quốc. Để tới được quán cà phê này, du khách phải mặc trang phục bảo hộ đặc biệt, sau đó đi bộ khoảng 1,6 km xuyên rừng nguyên sinh, trước khi leo lên một vách đá có chiều cao tương đương tòa nhà 70 tầng. Cuối cùng, họ sẽ phải leo xuống một thang dây dài 20 mét để tới vị trí xác định từ trước. Gọi là quán, nhưng thực chất, địa điểm dừng chân chỉ là một miếng dán gỗ được cố định vào vách đá, rộng gần 1 mét. Du khách sẽ ngồi buông chân xuống vực và đồ uống được mang tới tận nơi. Ly đồ uống bán kèm cảm giác rớt tim này có giá 398 tệ, tức khoảng 1.300.000 đồng. Vừa lơ lửng trên không trung, vừa nhâm nhi tách cà phê, thật là một trải nghiệm thú vị và khó quên. Tuy nhiên, như chúng ta cũng thấy, việc uống cà phê treo leo trên vách núi như vậy thực sự rất nguy hiểm. Vì thế, nếu ai muốn thử một lần thì sẽ cần cực kỳ cẩn trọng để đảm bảo an toàn cho bản thân, thưa quý vị. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng đến San Francisco để uống cà phê và cưng nựng những con thú cưng vừa dễ thương nhưng cũng làm nhiều người phải dựng tóc gáy. Bởi vì du khách phải trả đến 1,1 triệu đồng để được uống cà phê với chuột. Quán cà phê chuột đặc biệt có tên là Rat Cafe, nằm ở hầm San Francisco của Mỹ, với nhiều di tích lịch sử và kỷ vật từ thời nội chiến Mỹ. Du khách đến quán sẽ được thưởng thức cà phê, bánh ngọt giữa những chú chuột. Được biết, những con chuột này không phải là chuột bình thường được bắt ngoài đường phố, mà chúng đều thuộc nhóm Rat de Rats, một tổ chức phi lợi nhuận ở Bắc California, chuyên về cứu hộ, chăm sóc các con chuột nuôi trong nhà. Những thành viên trong nhóm sẽ đào tạo và huấn luyện để chúng trở nên lành tính và gần gũi được với con người hơn. Chính vì thế, những con chuột trong quán cà phê được coi như thú cưng. Chúng được tự do chạy quanh bàn, sàn nhà và thậm chí là cả bát đĩa được nuôi dưỡng, vệ sinh sạch sẽ. Hiện quán cà phê này phục vụ thực khách ăn sáng và chơi cùng những chú chuột với giá 50 đô la Mỹ, tức khoảng hơn 1.100.000 đồng. Đi một vòng trái đất, chúng ta sẽ gặp vô vàn những quán cà phê mang phong cách độc lạ. Và tại quận 12, thành phố Hồ Chí Minh có một quán cà phê cũng độc đáo không kém. Tuy không mang lại cảm giác đau tim như quán cà phê ở Trung Quốc hay trải nghiệm uống cà phê với chuột tại Mỹ, nhưng khi đặt chân đến nơi đây, thực khách sẽ có cảm giác được trở về ngày xưa. Đó chính là cà phê Trạm Xe Lửa, nơi mô phỏng lại những đoàn tàu dọc dài đất nước. Khi mà mở quán á, thì trong đầu suy nghĩ là mình design và deco một cái gì đấy, nó có một cái art mà văn hóa với một cái vùng quê Việt Nam. Mà ở đất Sài Gòn thì tổng hợp rất là nhiều miền, và sau đấy thì tôi cũng có nhiều suy nghĩ thì mình phải chăng mình nên thiết kế một cái toa tàu. Ở đấy nó truyền tải những cái ký ức về tuổi thơ. Từ chỗ đấy tôi mình là thiết kế ra cái toa tàu để mà nó vừa là không cổ xưa lắm nhưng mà nó là cái hoài niệm trước đây của người Việt Nam. Bản thân tôi cũng là bác sĩ nhưng mà có đam mê cũng về cái kiến trúc và cũng như hội họa, thì khi mà thiết kế cái này ấy, thì cũng lên trên mạng là mình search ra một số cái mô hình thì hầu như rất là ít. Rồi là đích thân là đi lên ga Sài Gòn, xin các anh vào trong đấy khoảng một buổi đi chụp hết tất cả các cái góc cần, cái thời gian mà design decor trên giấy rồi ra bàn vẽ kỹ thuật là nó khoảng tầm là cả một tháng trời, riêng mà thiết kế là cả tháng trời, còn thi công thì khoảng 2 tháng, gần 2 tháng. Cảm nhận đầu tiên khi tôi bước chân vào cái quán này thì có một cái ấn tượng thật sự là không tồi. Nó có một cái gì đó nó khá lạ lẫm, đặc biệt là khi mà vào mình đập vào mắt mình đó là một cái mô hình xe lửa, thì mình bước vào đây giống như là mình tìm lại cái tuổi thơ rất là dễ thương, và giống như là mình đang vừa uống cà phê vừa thư giãn nhưng mà lại vừa được trở lại cái tuổi thơ, đi một cái chuyến tàu về quê chẳng hạn, rất là thú vị. Tại vùng đất Chợ Mới của tỉnh An Giang, có một người đàn ông đã dành hơn nửa đời người để đi tìm kiếm hồn dân tộc thông qua việc sưu tầm đồng xu cổ. Sau hơn 40 năm sưu tầm, ông Kim Khải đã có cho mình bộ sưu tập tiền xu cổ độc nhất tại miền Tây với số lượng gần 1.000 đồng tiền cổ có nguồn gốc từ các triều đại phong kiến Việt Nam. Trong số đó, có những đồng tiền của các vị vua Việt Nam vô cùng quý hiếm mà ít có ai có được. Một lần tình cờ, được một người bạn tặng cho một đồng tiền cổ có tên Quang Trung Thông Bảo. Ông Kim Khải, ngụ xã Hội An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, đã vô cùng thích thú và gìn giữ cẩn thận bên mình. Về sau khi thấy nhiều người bán ve chai, rao bán những đồng tiền xu cổ với giá rất thấp, nên ông đã mua lại với số lượng nhiều. Khi về, ông nhận thấy những đồng xu cổ đều có nguồn gốc lịch sử khác nhau. Trong đó có hai đồng xu tên là Thiên Minh Công Bảo, thuộc thời vua Nguyễn, vô cùng quý hiếm. Nhận thấy được giá trị và ý nghĩa của từng đồng xu cổ mang lại, từ đó ông Khải đã quyết tâm đi khắp nơi để tìm kiếm và sưu tầm cho bằng được. Suốt nhiều năm sưu tầm, đối với ông Khải, bộ sưu tập mà ông tâm đắc nhất chính là bộ tiền cổ được thiết kế theo hình bản đồ Việt Nam. Trong đó, đồng tiền thời nhà Đinh mà ông quý nhất có tên gọi Thái Bình Hương Bảo, được dán vào vị trí trên cùng của bản đồ. Sau đó là các đồng tiền của các thời Lê, Lý, Trần đều được ông bố trí vô cùng hợp lý. Dần về cuối bản đồ là những đồng tiền xu mới được phát hành năm 1946, 1950. Nó cũng có cái may mắn, cũng có cái duyên. Thành ra cái số lượng mà tôi sưu tầm thì nó tập hợp lại nó đủ thành một cái bản đồ. Cái số lượng tiền đó thì tôi chỉ gói ghém trên cái bản đồ nhỏ này. Nhưng mà sau đó lượng tiền nó phong phú hơn, tôi sẽ làm cái bản đồ lớn hơn để gắn những cái đồng tiền mà mình mới tìm được. Sau hơn 40 năm sưu tầm, ông Khải đã sở hữu hơn hàng ngàn đồng xu cổ từ các triều đại vua chúa Việt Nam. Mục đích ông Khải làm bản đồ Việt Nam bằng tiền xu cổ là để cho con cháu đời sau nhìn vào mà biết được nguồn gốc lịch sử của nước Việt Nam ta. Từ đó giúp cho con cháu tìm về cội nguồn của dân tộc, cũng như ghi nhớ công lao dựng nước và giữ nước của các vị vua hùng. Một quá trình lịch sử đầy thăng trầm đã được lưu giữ ngay trong chính ngôi nhà của ông Kim Khải với gần 1.000 đồng tiền cổ, đặc biệt là bộ tiền cổ được thiết kế theo hình bản đồ Việt Nam. Và như chúng ta cũng thấy, phải có thật nhiều đam mê thì mới có thể dành hơn nửa đời người để kiếm tìm, gìn giữ những điều xưa cũ như vậy. Đây là điều thật đáng quý, thưa quý vị. Đến đây thì thời lượng của Tin Khó Tin hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt.